sao lại có những vấn đề đến trong cuộc đời của mình vậy? Tại sao? Bởi vì bên trong chúng ta có nhu cầu trưởng thành. Bên trong tâm thức của mình có nhu cầu trưởng thành. Và đây trưởng thành là trưởng thành về mặt tâm hồn. Bên trong này mình có rất nhiều ký ức xấu ở đây, nỗi đau ở đây. Và mình không biết được, có rất nhiều ký ức xấu bên trong mình. Nhưng bên trong mình có nhu cầu trưởng thành. Trưởng thành nha, mấy chị nha. Mình có nhu cầu trưởng thành về mặt tâm hồn. Và vì thế mình đã thu hút những con người đến, những sự kiện đến. Tất cả những con người mình gặp trong cuộc đời là những người mình phải gặp đúng thời điểm đó. Và rồi bạn có thể nhìn vào họ, bạn thấy đau, nghĩa là cảm xúc xấu, khó chịu, bực bội. Nhưng bạn không nhìn thấy gì từ họ đâu. Bạn chỉ đang nhìn thấy cái ký ức xấu bên trong bạn. Nó sẽ phản chiếu qua cái tấm gương này. Những con người này chỉ là gương thôi, để bạn soi cái vết nhọ nồi trong bạn, bạn soi cái vết thương của bạn. Bạn nhìn thấy. Vì sao bạn lại thu hút con người này đến? Bởi vì bên trong bạn đang có nhu cầu trưởng thành. Bạn cũng đã quá đau với những ký ức này rồi, và vì thế bạn muốn nó hiển lộ ra để bạn tốt nghiệp. Nhưng với người này bạn không tốt nghiệp, bạn tiêu diệt người này, lại đến người khác mà thôi, vẫn là cái ký ức này. Nên khi bạn thấy đau thì bạn phải quay trở vào bên trong mình để chữa lành cho mình. Và tốt nghiệp thì bạn trưởng thành lên, bạn tăng tầng thì bạn trưởng thành. Hiểu điều này chưa các anh chị? Hiểu điều này chưa? Nên mỗi con người đến trong cuộc đời của mình không gì khác chính là tấm gương phản chiếu của mình. Tấm gương phản chiếu của mình nhìn vào họ nhưng không nhìn thấy gì ở họ cả. Mình chỉ đang nhìn thấy chính mình. Nếu mình tức giận với họ, khó chịu với họ, đấy chính là mình đang nhìn thấy phần tối bên trong mình, phân giác bên trong mình. Mình đang nhìn thấy phân giác bên trong mình thôi. Họ chỉ đang tổn thương phần tổn thương bên trong bạn ấy. Họ chỉ đang làm tổn thương phần tổn thương bên trong bạn ấy. Hiểu điều này chưa các chị? À, tốt nghiệp là như thế nào? Là bạn không gặp lại họ nữa, không gặp lại con người cũ đấy nữa, hành vi cũ của con người cũ đấy nữa. Nên bạn phải quay vào trong mình và chữa lành cho chính mình và thay đổi. Cuộc đời này là sự phản chiếu. Tất cả những người xung quanh bạn phản chiếu chính bạn, phần tối hoặc phần sáng bên trong bạn. Nếu bạn cho họ nhìn thấy cái mông của bạn thì họ cũng cho bạn nhìn thấy cái mông của họ. Tức là bạn bốc mùi phân rác thì ruồi muỗi nó đến. Bạn bốc mùi hoa thơm thì ong nó đến. Nên chỉ về bạn mà thôi. Nên tôi nhìn thấy bạn, tôi nhìn thấy chính tôi. Tôi cần bạn trong cuộc đời này để hiểu về chính tôi. Tôi biết ơn bạn đã đến trong cuộc đời của tôi để tôi được hiểu về chính tôi. Có thể bạn đang đóng vai ác, bạn làm tôi đau mà, tức là bạn đóng vai ác. Nhưng thông qua bạn tôi nhìn thấy vết thương của tôi. Nên trên một phương diện nào đó bạn đã rất bao dung, đóng vai ác trong cuộc đời tôi để tôi nhìn thấy vết thương của tôi, vấn đề của tôi. Hiểu điều này không các anh chị ơi? Hơi hơi hiểu cũng được, mà không hiểu gì cũng được. Tại vì hiểu cái đời này, hiểu cái này xong đời rồi. Hiểu cái này xong luôn cuộc đời của mình rồi.
Nên là nếu mà hơi hơi hiểu cũng được, không sao cả. Mà không hiểu gì thì cũng được, cũng tốt. Cứ ngồi đấy nghe, nghe chục lần hiểu cũng được. Trong cuốn sách Nhà Giả Kim, Thế Yêu Cuốn Đấy, là cuốn sách bán chạy thứ hai sau Kinh Thánh. Ngay trang đầu tiên, ông viết một câu chuyện chẳng liên quan gì đến cả cái phần sau. Nói về cái điều này, hầu hết mọi người đọc không hiểu. Bởi vì hiểu thì đã xong cuộc đời rồi. Nên các anh chị hiểu được là tốt, các anh chị không hiểu được chẳng sao cả. Chị Hằng Trang tốt nghiệp bằng cách nào cô ơi? Ngồi dậy chưa hay vẫn còn nằm? Hả? Chị Hằng Trang không biết tốt nghiệp bằng cách nào đây. Thấy 1, 2, 3 điều cái này thì sinh ra tốt nghiệp đây. Còn hỏi tốt nghiệp bằng cách nào nữa? Không chịu ghi, có ghi không? Nằm có ghi không? Bác sĩ bảo không được ngồi thì bây giờ làm gì? Nằm sấp vậy để ghi bài vậy. Bác sĩ bảo bà Năng là không qua khỏi đâu, trả về bệnh viện, trả về. Bà ấy bảo sao mà mình chết được, cuộc đời chết tiếc lắm. Bà bị cái này, ung thư vòm họng hay là tuyến giáp gì đấy. Và rồi bà đến học cô Lanh, cứ đấm ngực trùng trùng. Bà tức ngực, khó chịu lắm. Học một tí lại phải ra ngoài thở, học một tí lại ra ngoài thở. Và rồi bà bảo là bà đăng ký nâng tầm cô Lanh à. Cô Lanh có chữa khỏi bệnh cho bà không? Cô Lanh mà cháu chưa bao giờ chữa thân bệnh, mà cháu không nhận chữa thân bệnh, cháu chỉ hỗ trợ tâm bệnh thôi. Khi bà vui vẻ, tâm bệnh bà an, bà biết ơn ung thư, hài hòa với ung thư, và rồi có thể ung thư sẽ chào tạm biệt bà. Nên không có một sự cam kết nào đây này. Và bà quyết định học nâng tầm. Khi bà học nâng tầm, bà ra ngoài gió, bà đi bộ ngoài gió 200 mét về là bà vật ra ngay, vật vã ngay. Nhưng cuối cùng anh chị, bà đã chinh phục thành công Phan Xi Păng trong thời tiết âm 3 độ, đi leo bộ. Đôi khi bạn đừng tin bác sĩ, bạn phải tin vào chính mình. Cơ thể của bạn là thuốc, cơ thể của bạn có khả năng tự chữa lành. Có những thứ bạn biết nhưng bác sĩ không biết đâu. Có những thứ chỉ bạn biết thôi. Bạn phải chọn. Các anh chị à, hiểu ý không đấy? Cả nhà mình, chúng ta có một thứ khác hoàn toàn với những thứ khác. Những thứ khác càng dùng thì càng cùn, nhưng cơ thể của bạn càng dùng càng có, không dùng thì mất. Và dùng phải dùng đúng. Dùng thì dùng đúng. Các anh chị, khi các anh chị học nâng tầm, các anh chị sẽ sống một cuộc đời tự do khỏi thuốc men. Sống một cuộc đời tự do khỏi thuốc men. Các anh chị, dần dần mình sẽ khôn dần ra. Các anh chị à, hiểu điều này không ạ? Tốt lắm.
Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.